mừng các bạn trở lại chương trình Anh ngữ thượng đỉnh. Từ vựng chủ đề hôm nay là Go backpacking. Go camping. Take a guided tour. Take a cruise. Take a picnic. Take a vacation. Take a trip. Buy souvenirs. Eat seafoods. Go fishing. Go hiking. Go sightseeing. Parachute. Study a lot of maps. Sunbathe. Swim in the sea. Take photos. Visit some famous places. Have a good time. Lưu ý. Các bạn sẽ đạt thượng đỉnh Anh ngữ ngay khi các bạn nghe và lặp lại đoạn video ngắn này cho đến khi các bạn nói trước khi máy nói. Chúc các bạn thành công. Goodbye. See you next time.